đi nghe mấy đâu cày mà thấy mấy hàng giả Hội An có mày nghe cái mỏ 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 tôi bán chết mẹ cho rồi. Nên nói chứ mấy con bé chó này á là coi như là nó cũng báo thù dữ lắm á. Nó tôi không thấy nó báo thù kìa, nó ngu quá trời. Tôi thì nó nói mày bữa nào đây cái giọng hồn bay của Linh Si lên nè, cũng đĩ mẹ cái bay nhà nó cắn chết mẹ nó một bữa cho tao. Rồi đi đi xe hơi lên luôn hả? Gan vậy? Sao liều quá vậy? Giờ không có xe đi, giờ sao giờ? Trời ơi. Ông ba con là bạn chó chết mẹ 6 con, còn con kìa ông sao ông làm cái. Là tổng cộng mấy con vậy? Cái này nè. 1 2 3 4 5 7 8 con. 8 con hả? Trời ơi, rồi bây giờ chị qua tổng cộng đây mấy bé chị? 8 bé. Rồi, 8 bé là chị cứu bao nhiêu tiền? À, 8 bé này hả? 50 triệu. Rồi tiền đâu bà cứu hay vậy? Cầm xe. Rồi, bà cầm xe luôn. Bà cầm xe nhiêu? Cầm chiếc xe là hết 5 triệu rồi, với mượn thêm vòng vòng nữa. Trời ơi, bà gan quá, bà còn có hỏi ý kiến ai chưa? Bà có hỏi ý kiến tôi chưa mà bà mang lên luôn, rồi thuê chiếc xe hơi 16 chỗ luôn. Cái tội nghiệp quá trời, sao không cứu được trời? Giống đại gia quá. Bây giờ tôi nhức đầu quá trời luôn chị Hoa ơi. Bây giờ ngày nào cũng chó, bây giờ quá trời nữa kìa, nhìn đi. Trời ơi, thấy không, ngày nào nó cũng đập đầu, nó cũng màn thịt hết trơn, tôi chịu hết nổi luôn á trời, nó quỷ dương này. Mà cái điều quan trọng chị có hỏi ý kiến chưa? Chưa hỏi. Chưa hỏi, bây giờ mang về đi, tôi mệt quá rồi. Trời ơi, tôi ôm cái đây mà tôi mày chết luôn phải không? Trời ơi, coi xe thuê chỗ luôn, xe mà. Là bây giờ em hỏi thiệt nè, bây giờ cầm xe là ý là chị nói là chị cứu giùm em mà chị mang đây chị lấy tiền lại chị chuộc xe hay sao, hay là chị cầm xe xong rồi chị cứu giùm mày gửi trên đây nuôi thôi hay sao? Làm sao chị phải nói rõ chứ, tại cái clip này em quay biết bao nhiêu người coi á, chứ không phải một mình em với lại chị coi đâu, hơn cả ngàn người coi đó. Bây giờ là ý là cái số chó là tính như thế nào, là ý là chị mang lên đây hoàn tiền trả lại cho chị hay là như thế nào? À biết không, thương tôi không cho tôi lại vậy, tôi chuộc xe chứ tôi cũng cầm xe không mà chứ, chứ đâu có tiền đâu. Trời, tôi nản quá bà Hoa ơi, chết giờ rồi. Giờ mấy nó chết chứ mất gì sao không cứu được. Tôi biết rồi. Thôi bây giờ không có cứu 7 con giờ còn con 1 luôn rồi. Giờ mang về đi. Trời ơi, đem cho mua tin tưởng không có đem lên, chứ tôi đâu còn chỗ chứa, tôi giờ nhóc ở dưới. Em giờ biết rồi, nhưng mà cái vấn đề ở đây là em không có tiền mà để em trả, chị hiểu không? Bổ chết luôn, với giờ tôi bổ có gạo ăn nữa kìa, với ông cái gì cũng cầm, gì cũng chơi. Động trời động đất quá rồi cả nhà ơi. Bây giờ là thuê chiếc xe 16 chỗ luôn. Rồi thuê xe nhiêu nữa? 1.8 triệu. Trời, 1.8 triệu luôn. 1.8 triệu với này nhiêu, 5 triệu mấy? 5 triệu rồi. 1.8 triệu với 5 triệu rồi, thôi chết rồi. Vậy chứ anh em vô lò cài có nó treo cổ lên le lử rồi luôn. Em biết rồi, em biết. Nhìn là biết rồi. Đáng chị kìa. Còn mấy con nữa mà tôi không có khả năng nữa, tôi nói thiệt với ông á, tôi mới sáng chạy tôi coi thử bây giờ nó đập đầu mẹ nó rồi. Bó tay mấy người này luôn rồi. Không phải tôi khổ chết đâu, cái này tôi còn có gạo ăn, tôi còn đem cái gì tôi cầm được, tôi chơi cái đó luôn. Tội quá. Trời ơi, cái gì mà nó ăn thịt coi đập đầu hoài, mấy thằng mắt chó tôi chán nó quá trời luôn. Nó ăn hoài ha, ăn cái thịt nước á, ăn trộm ăn cướp giật chọc ma thì xe ma tí bắt được mà mấy thằng bắt chó thua. Cái gì mà ngày nào cũng bắt, ngày nào cũng bắt hết trơn. Hai chào cả nhà. Thì cũng như hồi nãy thì chị Hoa chị có mang mấy bé chó lên.
thì coi như là Thi Lê cũng mới cứu mấy bé chó ngoài đường về cũng mệt mỏi quá, mà thấy nguyên một đám chó thì cũng thấy đứa nào cũng tội hết trơn á. Nhưng mà cái điều quan trọng á là Thi Lê không có tiền, Thi Lê không có tiền mà để mà trả lại cho chị Hoa cả nhà. Chị Hoa cũng là một cái người bình thường thôi, coi như cũng chị Hoa cũng hy sinh biết bao nhiêu tiền mà để nuôi mấy con bé chó với lại cứu mấy bé chó trong lò mổ. Nhưng mà hôm nay chị Hoa chị liều luôn, chị làm liều luôn, chị cứu tổng cộng là 6 con bé chó lớn với lại 3 con bé chó con ở trong lò mổ cả nhà. Tổng cộng số tiền mà chị Hoa cứu là 5,5 triệu đó, với lại tiền xe thuê một chiếc xe du lịch hồi nãy cả nhà cũng thấy rồi là 1,8 triệu, thì tổng cộng là 7,3 triệu. Thì bây giờ chị lên đây thì Thi Lê cũng từ chối tất cả luôn, tại vì cả nhà cũng biết rồi, mang mấy bé chó này về mấy ấm, thứ nhất á, là tốn tiền chích ngừa cho 9 bé, rồi cho 9 bé uống thuốc ve đó, rồi nói chung là đủ thứ tất cả hết trơn á, rồi lỡ mấy bé bệnh hoạn rồi tốn tiền thuốc nữa, tiền than nữa đó. Mà bây giờ á, đuổi chị Hoa về, kêu chị Hoa về quê á, ở Sa Đéc xa lắm cả nhà, thì cũng không nỡ nữa. Mà bây giờ Thi Lê có đuổi nữa, Thi Lê có đuổi chân nữa mà chị Hoa chị cũng không về nữa, bây giờ bả làm giả đây luôn rồi. Thì bây giờ á, từ nãy giờ Thi Lê cũng kêu chị Hoa đứng ngoài đầu hẻm chờ một xíu đi, thì Thi Lê có vô nói chuyện với lại vợ chồng Thi Lê có nói chuyện với nhau. Thì bây giờ là hôm nay thì Thi Lê có nhận được số tiền của chị Thúy ở bên Mỹ gửi về cho Thi Lê với số tiền là 300 đô mà để gửi cho cái trạm cứu hộ đang cần được hỗ trợ. Nhưng mà giờ này ở bên Mỹ cũng không có gọi điện thoại được, thì coi như là bây giờ chị Hoa chơi liều thì Thi Lê cũng làm liều luôn, coi như là lấy số tiền 300 đô của chị Thúy này nè, của chị Thúy bên Mỹ á, gửi về cho Thi Lê thì đổi ra được chắc khoảng tầm được 7,1 triệu, rồi Thi Lê đập vô thêm 200.000 nữa là tổng cộng là 7,3 triệu để đưa cho chị Hoa đó cả nhà. Thì Thi Lê cũng cầu mong cho tất cả quý bà cô chú anh chị mình thường quân khi xem được cái đoạn clip này thì hãy hoan hỷ, mỗi người hoan hỷ một chút để có thể mà đóng góp về cho Thi Lê, để Thi Lê có thể hoàn trả lại số tiền cho cô Thúy ở bên Mỹ nha cả nhà. Tại vì bây giờ á, cái này là đột xuất, cái này là coi như không có mà chị Hoa có nói trước cho mình nghe cái gì luôn, coi như là hôm nay chị Hoa chơi chiếc xe du lịch luôn. Thường bữa thì bà đi xe đò, bà gọi điện thoại cho Thi Lê, bữa nay hôm nay bà chơi liều, bà chơi quất chiếc xe du lịch vô tới mấy ấm luôn đó. Đây thì bây giờ cả nhà cùng nghe chị Hoa tâm sự nha cả nhà. Là chính con bé chó này là ở đâu xuất hiện chị? Là một á, là chị vô tình chị đi ngang chị thấy giờ... đi ngang thấy nó treo cái cần cổ lên á, cho sắp hàng nhà nè, cái lưỡng này nghe cái hàng giàu gì nè, vô tôi hỏi tôi mua mà nó nói không bán hết, nó bán chỉ có là ba đứa bốn đứa thôi, mà tôi năn nỉ nó một lát, cái nói tôi bây giờ mà mua hết phải không, nó tôi mua hết, bây giờ mua hết giờ bán bà tổng cộng 5,5 triệu. Là 9 con á. Là 9 con đó. Là chuẩn bị treo lồng thòng lên, chuẩn bị làm thịt á. Đập đầu đó, nó kêu bố lên đập đầu hả? Vậy hả? Rồi lúc đó tiền đâu chị cứu? Vậy cầm xe. Trời ơi. Cái tiền đâu cứu, mà tôi không có tiền đi xe lên luôn, tôi nói hệ trong đó, tôi mua muốn chiếc xe là đi thuyết triệu chưa có trả tiền luôn á đấy. Là bao nhiêu, chi tiền xe là bao nhiêu? 1,8 triệu. Đó. Đó, cả nhà cũng thấy chị Hoa nó rồi. Trước mắt nó treo cần cổ đập đầu không cứu được không, ông bỏ được không? Tôi đi cũng không đành, tôi đi không được á. Mà bữa nay tại sao mà lên không có báo trước gì vậy, lên đục... Chứ tôi cứu bất ngờ, mạng này cứu bất ngờ mà, chứ phải như thường khi cứu báo với ông đâu. Rồi bà cứu bất ngờ thì Thi Lê ở đây cũng bất cũng động luôn. Cũng đi chơi bất ngờ luôn. Thi Lê bất động luôn á. Đó. Bây giờ thì... Nói tôi còn nói trời cứu bất ngờ lên không biết sao đây trời. Đó cả nhà, thì bây giờ Thi Lê đành phải dùng cái số tiền mượn trước làm liều, mượn trước số tiền của chị Thúy ở bên Mỹ gửi về cho Thi Lê để gửi cho cái trạm cứu hộ khác. Thì bây giờ Thi Lê sẽ dùng trước cái số tiền này, tại vì Thi Lê bây giờ gọi qua Mỹ cũng không được nữa, bây giờ là khuya ở bển rồi đó. Thì từ nãy giờ Thi Lê có nhờ bé My đi xuống chạy xuống tìm vàng đổi tiền rồi, thì bây giờ là Thi Lê sẽ trao số tiền cho chị Hoa nha cả nhà. Chờ giờ trước mắt thấy chết sao không cứu được, mà cái điều quan trọng vậy nè, bây giờ căn dặn thêm lần nữa nha. Em biết là chị là cái người mà yêu thương động vật rất là nhiều luôn, em hiểu luôn. Nhưng mà mốt á, có cứu con bé nào á thì chị gọi cho em trước, hay là chị quay clip chị gửi cho em gì đó. Trời ơi, quay clip cho em chắc nó đập đầu chết mẹ trơn.
trời ơi, thì bởi vậy mới cho ông quay ra mà nó quay. Bởi vậy bây giờ bà mang lên coi như là bất ngờ là tôi cũng bất động luôn á. Nó không cho ông quay, quay thì đem đưa lên trên mạng mọi người coi nó làm sao. Trời ơi, tôi có mấy cái lọ cày ông cho ông quay, ông cho tiền nó cũng cho ông quay nữa. Trời ơi. Giật đập ông luôn á chứ đừng nói cho ông quay. Nó đã làm việc ác mà nó kêu cho ông quay. Rồi thôi em cũng hiểu, em cũng hiểu cái cách. Nó không cho quay, tôi nói ông á đó, nếu mà ông quay nó không bán cho ông đó. Dạ. Thôi thì em cũng hiểu cái cảm xúc của chị ha. Và cái mua nó thôi chứ sao giờ? Cái tấm lòng của chị đối với lại tụi nhỏ. Là đây là hai con bé cho lớn ha. Cho lớn đó. Rồi đi từ Sa Đéc lên đây mấy tiếng đồng hồ. Tôi đi hồi lúc qua tôi nói ra nói chiếc xe 10 giờ, giờ không có xe tôi bao xe đi luôn. Trời ơi. Chiếc xe bao xe đó 1 giờ luôn. Rồi trên đường gì nước nôi đâu tụi nó uống, không có uống nước. Tôi dưới đâu có đâu, tôi nấu cơm cho đứa ăn chút chút rồi, nhưng mà giờ chắc nó đói rồi. Vậy ha. Chắc về từ nãy giờ trên xe nó cũng mệt á. Mệt rồi, nó thở hì hì vậy đó, ông cho dạ. Uống nước tôi cho nó ăn lên nó nghiệp đó. Thì trong chính bé là có con bé này nó ỉa ra máu hả chị? Ra máu rồi, nó quậy chiếc xe tan nát. Nó ỉa ra máu thì bây giờ chưa có biết là bé bị ca rơi hay là bạc vô. Thì bây giờ cái vấn đề này là phải cách ly lập tức nè. Là sẽ để ở đây, sẽ để riêng ở đây để test bệnh cho bé coi như thế nào. Tại vì ca rơi hay bạc vô gì đó chắc chắn là nó sẽ lây. Nó ỉa ra máu cũng bắt té ông nội nữa. Bây giờ em làm thịt ăn mà có biết cái gì đâu. Cái gì mà ghê gớm quá trời quá đất. Trời ơi. Mà nói chung mà hy vọng là chị qua lần sau có cố gọi cho em trước để em giờ tôi gọi ông xong mới đập con đầu chết queo con chó rồi sao trời. Trời ơi. À cấp tôi gọi ông đập mẹ cái cớp rồi còn gì. Chị nói vậy giống như chị ép em rồi. Thôi bây giờ thôi mọi sự tùy duyên đi nha chị nha. Thì bây giờ thì Lê sẽ trao số tiền cho chị qua là 7.3 triệu nha cả nhà. Để tôi lên ông có tiền thôi chứ xe tôi nằm giam đó nữa. Xe đó của con tôi đi học đó. Trời ơi. Sao bà có máu liều quá vậy bà qua? Tại nó mà cứu một con người, một con chó nè. Như là cứu một con người vậy đó. Bây giờ... Ông cứu một con người, người ta không có trả ơn ông đâu mà người ta qua đây ta cắn ông. Chị đếm đi, chị đếm đi. Đếm đi. 7.3 triệu đủ ha. Thôi thì bây giờ coi như cũng trời cũng chiều sắp tối rồi. Thôi chị tranh thủ đi. Còn mấy bé này để em coi. Thứ nhất là để test bệnh cho bé. Tại vì hồi nãy chị có nhốt chung không hay là chị nhốt riêng? Nhốt riêng. Con mà trước cho ông tài xế. Còn mấy đứa này hồi sau hè hả? Ỉa ra máu là nguy hiểm lắm đó. Có mình con này phải để ra máu để quậy chiếc xe tài xế đâu mà lúc mà chị đi vô chị gặp thấy con bé nào nó bị treo? Đó. Con bé bự á nó bị treo cổ lên á là đập đầu cái cớp mà chưa kịp ông chưa kịp đập đó. Vậy hả? Ông chưa kịp đập mới giờ cái búa lên như vậy nè. Bà nói ông ấy ông nhấc hàng dài dài theo cái mé vậy ông không có bỏ chuồng chuồng nha. Ông buộc căng cần cổ rồi đứng hai tay. Cứ lộn trời không à. Trời ơi rồi. Chơi gì đó. Nói chung nói chứ thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều luôn. À, chị đã có cái tấm lòng mà bao la luôn rộng lớn mà để che chở tụi nó. Thì nếu mà cái ngày hôm đó không có chị qua xuất hiện á, coi như là mấy con bé này nó đã xong rồi. Tôi đi ngang, thì bởi vậy ý nói là hôm đó không có chị xuất hiện ngay chỗ đó thì chắc chắn là mấy bé này coi như là nó chết rồi. Còn như cái chỗ nó ác lắm kìa, ông nghe nó mình vô mình coi chó nó không cho mà coi đâu, không cho coi. Tôi đi thẳng cho luôn. Tôi nói sao không? Đi kiếm chó. Mấy chó ở đâu? Tôi giao bộ này, em mới bắt chó được để bán trong chỗ này cho tôi coi không? Cái bộ nó vậy á mà. Bây giờ chị thấy đó mấy con bé chó nè. Nó là cái loài động vật thì con người mình cũng là cái loài động vật. Con người mình là cái loài động vật cấp cao quá chị. Mắt thấy tai nghe biết nói chuyện. Nó chỉ thua con người mình bởi cái tiếng không nói thôi. Nói thôi. Nó còn thả người cho xuống có công an luôn á. Công an nó bắn bà có thấy chưa bà sao? Nó bắn bà là phải chết. Mỗi khi nó chó bà nói đó. Bà cam không bắn bà chết liền. Đó, bà nói đi bắn bà rồi bà đi xỉn bên kia liền. Bà thấy có gà không? Bà thấy nhiều chết nhiều người chưa? Đó, thì bây giờ em nói chị nghe nè. Sẵn qua cái đoạn clip này thì em muốn gửi thông điệp và muốn gửi lá thư đến giống như là cũng cái lời mà van xin cầu cứu đến chính phủ Việt Nam của đất nước Việt Nam của mình. Thì làm sao mà chính phủ Việt Nam của mình để dẹp bỏ tất cả các lò mẫu thịt. Lò mẫu thịt thì phải có cái lò mẫu thịt thì xong xuôi đó những hàng quán mới mở ra bán được. Đó. Nhưng mà không có người mình ăn lấy gì đó bác. Đúng rồi. Không có thằng giết lấy gì đó mà. Nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ là nghiêm cấm hai cái điều đó là không xuất hiện những lò mổ trái phép.
Và chẳng hạn như những cái lò mổ thịt heo này nọ là những cái đó là những cái lò mà mổ nhân đạo, những cái mà nông trại mà nhân đạo, chẳng hạn như là con người mình sinh ra từ đó về cha mẹ mình cho ăn thịt bò, thịt heo, thịt gà, cái đó cái chuyện là ngày xưa. Nhưng mà bây giờ cái ngày nay là mình đã biết đến Phật pháp sát sanh rồi thì mình nên giảm bớt. Chẳng hạn những con vật, con heo, con trâu, con bò, con gà nè, chẳng hạn những con vật đó đó là bên nước ngoài người ta theo nuôi theo một cái cách nhân đạo. Mua một cái con bé chó về đập đầu ra xong rồi cho nguyên cả cái dòng họ nó ăn. Đó, cái đó là sai, rất là sai luôn. Nó biết coi nhà, coi cửa cho mình à. Tao phải mạnh khỏe mà để nuôi đâu. Mà nó cây bệnh hoạn nó dục ngoài đường, ngoài xá đó, cho ngủ ngoài đường đó. Tôi cứu về, ông ấy chích thuốc đó là đem cho nó quay nói sao không? Giờ con chó này hết máu rồi. Bà đó bà nuôi xong á, bệnh đem bỏ ngoài đường. Tôi nghe nói sao con chó này nó đi. Cứ mà mượn cho nó ăn nè, đúng không? Bữa nay sao mất tiêu con chó trời. Kè nó bệnh ngoài con chuối kìa, nó trời ơi sao mà ác như trời. Thì sẵn tiện qua cái clip này thì chị có muốn gửi thông điệp gì đến tất cả mọi người không? Chị có muốn yêu cầu tất cả các vàng đất nước Việt Nam của mình tôi như thế nào? Tôi yêu cầu á, ông chủ tịch nước á, ông làm sao mà ông dẹp được mấy cái lò cày, lò chó, mấy bắt chó, mấy người ăn chó dùm cho tôi đi. Trời ơi, nó có súng nó bắn người ta ha, nói đó cái nó bắn. Nó coi không có dây gì, nó coi cố hẳn mà nó coi chủ tịch nước cũng chẳng dây gì với nó luôn á. Nó cứ làm hoài nó bạo hành á, không có dây một cái lực nào mà hốt nó hết trơn á. Dẹp luôn cái lò cày, lò chó tất cả luôn, cái thằng bắt chó luôn. Mà nói tới nói là nó bắn người ta chết rõ ràng không, nó coi luật pháp có dây gì đâu. Thấy rõ ràng không? Rồi, thôi em cũng cảm ơn chị Hoa rất tôi là nhiều nha. Ngày nay tôi bực bội cái vụ này quá trời, tôi biết sao mà tôi quê mà bực bội dẹp được ba cái lò chó này. Đi nghe mấy lò cày mà thấy mấy thằng chó ngồi ăn cái mai nha, cái ngổ mỉm tôi cũng tán chết mẹ cho rồi. Giờ thấy bực bội người rồi đó. Rồi. Nó nhốt ra mà thấy ngồi thay thảm vậy anh Chi Lê. Dạ. Thôi nè, ruột gặt nè. Trời. Men chó hả chị? Nó ngồi trong ruột gặt mà ông đang nghĩ nó không bán cho mua đó, để bằng thịt. Trời ơi. Nó nói trời ơi, chị ơi về chị bán cho con đi, về bằng cho nó. Nè con dâu gì có bầu nè. Con dâu gì có bầu nè, thôi chị bán cho con đi, chị cứu được một nhân mạng đó là hút cho cái cháu của gì đi. Mà mấy người đó em nói thiệt nha. Sao mấy người nó không suy nghĩ ha? Chẳng hạn như giết một con chó vậy á, chó người ta đang nó ở với mẹ nó vậy đó, rồi bắt nó làm thịt, đập đầu. Rồi thí dụ như giống như đơn giản như con bả đang có bầu đó. Ai mổ bụng con bả con bả chịu không? Cái nè nó mổ bụng chó con này để trong thao hết chó con nè, thao gì nè. Tối ăn được không? Nó được cho ngon lắm á. Nên nói chứ mấy con bé chó này á là coi như là nó cũng báo thù dữ lắm á. Nó tôi không thấy nó báo thù kìa, nó ngu quá trời. Tôi thì nó nói mày bữa nào để cái giọng hồn bay có linh thiêng lên á, đủ đĩ mẹ mới bay nhà nó cắn chết mẹ nó một bữa cho tao. Mẹ chó báo thù á, cái hồn nó báo thù. Thì bây giờ đơn giản thôi, cái lực nhân quả mà bây giờ đời này mình ăn nó thì chuẩn bị mà mình chết đi xuống dưới á thì nó ăn lại mình thôi, đơn giản thôi. Tại sao tôi thì ông chó tôi chết mà mấy con tôi chôn vòng vòng nhà tao nói tôi sao? Bà qua bà chôn cái đường đi cái nghĩa địa chó luôn á bà qua. Ôi ông 11 hay đem nó tôi ngồi cái nhớ mấy cái ngồi cái chăn cái ngồi tôi dòm nó hoài. Ngồi tôi nói chuyện một mình ba cái nó trời ơi mà điên quá mà đi vô người tao đi. Mình nhớ với nó sống với mình một ngày một bữa rồi phải không? Dạ. Tắng có đẻ ngay nè đó là cháu ngoại của tôi đó. Lại dưới mà có cháu ngoại rồi đúng không? Cháu ngoại mấy đứa nữa đó. Trời ơi, thì giữ gần luôn á. Nó chứ đừng có cho sanh đẻ nữa. Tôi không cho đẻ đã đâu, mà tôi là mấy con chó cái là tôi chích thuốc rồi đó. Có mấy con chó nào biết không? Thì kia mấy chó cái nặng ra cho tôi về á, rồi nó nhảy đâu sẵn tôi không biết, nó vô nhà tôi nó đẻ luôn. Nhớ vậy? Mới ghê á. Nó vô là nó đâu bắt có bầu có giữ sẵn ai mà hay trời. Rồi, nữa rồi nè, đó chưa ở đâu vậy trời. Dạ. Thôi tranh thủ về đi chị ơi. Dạ.